Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, Thạch Hạo sau khi sử dụng chân huyết Phượng Hoàng không thành công, thì đám Chí Tôn lại đưa hắn tới tổ địa của cô tộc để sử dụng lò âm dương. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, thì đám người này âm mưu dùng lò âm dương một là giúp Thạch Hạo có cơ hội phục hồi lại thực lực, để sau này còn có đường bàn giao với Bất Hủ Giả. Hai là lợi dụng lò âm dương để vào đó vô số kỳ trân bảo vật, đồng thời phá vỡ đạo tắc cấm chế bên trong nguyên thần của Thạch Hạo, rồi đưa thêm đám thiên kiêu của bọn họ vào đó, mục đích là cướp đi đạo quả. Trong tập này chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Phía đối diện, 6 tiểu đế mở bừng con mắt và nhìn chằm chằm Thạch Hạo chẳng hề chớp mắt dù là một cái, đồng thời bọn họ đang chờ hai khí âm dương cho ăn. Bởi vì những vết tích nào có trên người của Thạch Hạo được lò âm dương phân tích thì bọn họ cũng sẽ đạt được và nắm giữ. Dị vật có đạo tắc hoàn chỉnh, tất nhiên bọn họ sẽ dựa vào thứ này để rèn luyện qua chân thân. Thế nhưng mỗi một người đều sẽ có những lý giải khác nhau về đạo, hơn nữa cũng không thể nào nắm giữ toàn bộ được. Hiện giờ bọn họ đang có cơ hội mượn nhờ chí bảo này để lướt xem những thứ ẩn chứa vết tích đạo đại. Việc này giống như là đang lắng nghe những tồn tại chí cao giảng kinh, cũng tương tự như tiếp xúc gần với đại đạo thiên địa, tự tay mình chạm tới. Chuyện này chính là vận may nghịch thiên. Vì lẽ đó, trưởng bối của bọn họ mới động lòng và tranh thủ cơ hội đưa vào trong lò. Ngân thần, cẩn thận lĩnh hội, cấp độ đó tương tự như chính thiên đạo đang giảng kinh, bọn ngươi cần phải nghiêm túc cảm ngộ. Lối vào hang đá chợt có chí tôn đế tộc quát lên. Bên trong lò, hàng loạt thần dược đều đang bị phân giải, còn có những khoáng vật như vương huyết thạch cũng đang bị luyện hóa, dược tính dồi dào không ngừng lan tràn và tẩm bổ mỗi người. Hai khí âm dương chuyển động, hai chiếc lò bên trong cũng rung theo và hình thành nên liên hệ khó tả nào đó. Sáu tiểu đế cùng với cô hoàng đều rung bần bật, cố gắng lắng nghe đại đạo, cảm ngộ cực sâu. Ngoài ra, bọn họ cũng rất chờ mong, nghĩ tới việc có thể thấy được đạo của bản thân Thạch Hạo, sẽ được lò âm dương phân tích ra pháp và đạo của hoàng, từ đó thu được vận mệnh của hắn. Hoàn toàn chính xác, lò âm dương rất nghịch thiên, nếu như cùng nhau cộng hưởng, dùng hai khí âm dương làm cầu nối thì có thể hiểu rõ vạn vật, hay có thể nói là mấy người bọn họ có thể giải thích được con đường của hoàng. Dù cho là mấy vị chí tôn đang đứng ở cửa hang cũng rất khát khao không thôi, đây cũng chính là lý do mà bọn họ đưa đời sau của mình vào trong. Trong thiên địa chợt có từng tia khí tím xẹt qua, đó chính là đại đạo đang buông xuống, thể hiện ra một vài vật dẫn hữu hình tự như là sen nở, mơ hồ có tiếng tụng kinh ngân vang. Khí thế càng hào hùng hơn, hấp dẫn tâm thần của mỗi người. Chỉ là không ít người chợt ho ra máu tươi, thân thể lắc lư, đã bị đạo âm này chấn thương. Nơi cửa hàng trở nên rối loạn, ngay cả chí tôn đang âm thầm ngộ đạo thì cũng cảm thấy mi tâm đau nhói một hồi, sau đó thì nhanh chóng dừng lại và khôi phục lại bình thường, không dám tiếp tục dấn sâu hơn nữa. Mọi người cẩn thận, đừng nên thử nghiệp viện cộng hưởng với lò âm dương, nó đang phân tích đại đạo trong quá trình này sẽ vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng có thể hấp dẫn các quy tắc chư thiên, thế nhưng cũng không thích hợp để mọi người cảm ngộ đâu. Ông lão cô tộc Cô Dịch nhắc nhở. Hắn biết, lúc bình thường thì lò âm dương này rất thần thánh và cổ xưa, thế nhưng thật ra lại rất nguy hiểm khôn cùng. Ít nhất, mọi người của ngoại giới cũng không thể nào tiếp xúc với nó được. Lúc này lò âm dương đã được pháp tắc quấn vòng càng thêm mờ ảo hơn, thế nhưng mỗi lần chấn động thì lại càng khiến cho tâm thần người khác run rẩy theo, khi thế ấy như muốn phá diệt cả thiên địa. Lùi về sau, tới lúc này thì dù là chí tôn của đế tộc cũng trở nên trịnh trọng, nghiêm túc nhắc nhở mọi người không nên tới quá gần, cần phải lùi càng xa càng tốt. Bên trong khe núi không có bất kỳ ai, dù cho là cường giả của cô tộc cũng lùi về ra ngoài, nên những người khác không cần phải nhiều lời làm gì. Trong hang đá tự như sấm sét đang nổ tung, khí hỗn độn dâng trào, vô số pháp tắc đang xen và chạm lẫn vào nhau và tạo nên kỳ cảnh vô cùng đáng sợ. Nhật nguyệt rung rẩy, thiên địa rạn nứt, rất nhanh bên trong khe núi xuất hiện một màn ánh sáng như muốn xé rách hư vũ. Chiếc lò âm dương này chỉ hơi khẽ động mà đã tạo nên dị vật cực kỳ đáng sợ. Thời khắc này thì mọi người đã rõ ràng, tuy rằng lò âm dương ẩn chứa vận mệnh lớn, có thể hấp dẫn quy tắc chư thiên buông xuống, thế nhưng người của ngoại giới vẫn vô duyên tham dự vào. Dù là bên trong thì những ẩn chứa hung hiểm, các vị không cần phải lo lắng, thành công thì đó là tạo hóa của bọn họ, thất bại cũng chỉ có thể nói là do số mệnh an bài, Cô Dịch rất bình thản nói. Mỗi một người đế tộc đều trầm mặc, nói thì rất nhẹ nhàng. Nên biết dòng chính của đế tộc rất ít ỏi, bất luận một ai chết đi thì đều là tổn thất cực kỳ lớn. Bên trong lò, quả thực nó ôn hòa hơn bên ngoài rất nhiều, bởi vì hai khí âm dương lưu chuyển đã hóa giải tất cả, cũng chính vì sự tồn tại của hai loại khí này nên mới có thể hiểu thấu đại đạo thiên địa. Thạch Hạo vẫn không thể nào động đậy như trước, thế nhưng thân thể của hắn lại đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Lò quý phát sáng ổn định và cùng nhau reo vang với vết tích đại đạo đã gãy vỡ trong cơ thể của hắn. Ầm ầm ầm. Một lát sau, hắn chợt bay bổng và xoay tròn bên trong lò. Cũng trong lúc đó, đám người Du Vũ, Ổ Côn, Xích Mông Hoàng, Tác Cô cũng xoay tròn theo, bị lò quy tắc lơ lên không và khí âm bao phủ. Thần lò phát sáng gần như trong suốt, tựa như thủy tinh vậy. Mọi người bên ngoài khe núi đều có thể nhìn thấy được tình hình bên trong lò. Thành Hạo đang bị khí dương cuốn lấy và những người khác lại thêm khí âm quấn chặt, hình thành nên vòng xoáy âm dương và nhanh chóng chuyển động. Sau đó không lâu thì hai khí âm dương quấn lấy nhau và chấn động tất cả mọi người. Thể nội của Thành Hạo truyền ra âm thanh xương vỡ, những xích thần trật tự sớm đã đứt đoạn trong cơ thể của hắn, chợt bị kích hoạt và chấn động, kéo lấy những biến hóa và mình hắn cũng không hề hay biết. Cũng trong lúc đó, thân lò càng óng ánh hơn, thu hút những đạo tắc hoàn chỉnh của người ngoại giới hạ xuống nơi đây. Tới lúc này tiếng tụng kinh càng rõ ràng hơn, ít nhất với những người đang ngồi trong lò thì gần như là như vậy, đưa tay ra là có thể mò lấy được. Tâm thần của đám Mạc Khôn, Cô Hoành, Diêu Vũ, Xích Mông Hoàng trấn kinh và chìm đắm bên trong. Bọn họ biết lần thu hoạch này sẽ vô cùng to lớn, thật sự thành công. Đây sẽ là sự giải thích với đại đạo, là sự diễn dịch với các quy tắc đang hiện diện ra ngay trước mặt với cự ly gần như vậy, nên đã giúp cho bọn họ có cơ hội cảm ngộ càng sâu sắc hơn.
Từng vệt ánh sáng hiện lên, bị hai khí âm dương phân tích và đẩy ra ngoài, đó chính là từng sợi pháp tắc đại đạo như đang xen vào nhau. Với trình độ bọn họ cũng không thể nào cảm ngộ hoàn toàn được, thế nhưng lúc này thì lại hoàn toàn khác. Nó đã trở nên rất đơn giản hơn rất nhiều. Trong cơ thể Thạch Hạo truyền ra từng âm thanh đứt gãy, những vết tích đại đạo kia đang van chạm với nhau, cộng hưởng với quy tắc được hấp dẫn xuống kia. Cũng chính bởi như vậy, nên lò âm dương mới có thể phân tích, lý giải đại đạo càng thấu đáo hơn. Hạt giống, tinh quang trong mắt của mọi người trong lò chợt bừng sáng, bọn họ nhìn thấy được vết tích đại đạo trong cơ thể của Thạch Hạo. Thì ra những thứ này sau khi gãy vỡ đã được cô động lại và hình thành nên một hạt giống bình thường. Chẳng trách lò âm dương lại chấn động và không ngừng lôi kéo như thế, thì ra là dùng hạt giống này để chuyển tiếp hòng phân tích đại đạo. Đáng tiếc chính là tuổi tác cũng như cảnh giới của bọn họ phần bị hạn chế nên không thể lý giải toàn bộ, lắng nghe kinh văn đại đạo, cảm ngộ quy tắc chư tiên chỉ có thể gọi là tạm thời. Không cần nhiều lời, những thứ này chẳng mấy chốc nữa sẽ biến mất, không ai có thể chiếm giữ trong thời gian dài được. Dù cho là hoang cũng không được, phải dưới cơ duyên nhất định nào đó thì mới may mắn sống sót, được chỉ tôn giúp đỡ và phong ấn tạm thời những vết tích đại đạo kia lại. Mà hiện tại lò âm dương chấn động và phá tan toàn bộ phong ấn ấy, và những thứ ấy nhất định sẽ tản đi mất. Âm âm. Bên ngoài lò quý, toàn bộ quy tắc tràn vào trong, xem Thạch Hạo như là hạt giống rồi bắt đầu tẩm bổ. Quy tắc như nước tụ lại, không ngừng phóng thích khí thế to lớn. Thạch Hạo hét lớn, loại sức mạnh này quá đáng sợ, khiến cho cả người của hắn đứt thành từng khúc, đại đạo nghiền ép, xâm nhập toàn bộ thân thể của hắn. Cái được gọi là hạt giống kia bất quá, cũng chỉ là thử dưỡng giác mà thôi, để tạo nên cục diện đáng sợ này. Toàn bộ đất trời tự như được đặt lên trên người của hắn, đây chính là gánh nặng không tài nào chịu thấu. Thân thể của Thạch Hạo rạn nứt, tự như ăn phải một cú búa tiên vậy. Hoàng huyết trong cơ thể xuất hiện và hóa thành lửa hừng hực, giúp cho cơ thể của hắn phục hồi và xuất hiện lần nữa. Chỉ là những vết tích đại đạo kia phát sáng và càng thêm hấp dẫn lực lượng mạnh mẽ hơn hạ xuống. Hơn nữa, kích nứt làm cho xương cốt của hắn nát thành bấy nhiêu mảnh. Tới từ một thế giới khác để tái tạo chân thân, dẫn dắt đại đạo, rèn luyện chính mình. Ngươi cho rằng rất đơn giản à, tự như là làm lại từ đầu, 99% là sẽ bỏ mạng, cô dịch thản nhiên nói. Mấy vị chí tôn khác cũng gật đầu, bởi vì trước kia cũng từng có người của đế quan lẻn qua đây, hy vọng mượn nhờ quy tắc hoàn chỉnh của bên này để rèn luyện đúc bản thân, chờ mong sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nếu là thế thì sẽ đạt được không ít chỗ tốt, thế nhưng sinh linh muốn tái tạo chân thân, làm lại từ đầu đều phải chết sạch. Tiếp nhận sự gột rửa đại đạo của một thế giới khác, lại muốn chuyển biến tái tạo lần nữa, đó chính là muốn chết. Hiện giờ Hoang đang gặp phải tình cảnh khôn cùng này. Thạch Hạo cảm nhận vô cùng sâu sắc việc này gian nan tới cỡ nào. Hắn thầm than một tiếng, muốn rèn luyện từng bước một, quả thật có thể đạt được thứ mình cần. Thế nhưng muốn thay đổi ngay từ gốc rễ, vậy thì rất là khó. Rầm, một chùm ánh đen dựng lên và muốn gia nhập vào, muốn hủy diệt Thạch Hạo. Đó chính là vật chất bên trong hoàng huyết. Ngày đầu đó chính là cội nguồn của sự sa đọa của huyết hoàng năm xưa. Một giây sau đó thì Thạch Hạo đã bị ánh đen nhấn chìm, lần nữa trở thành đen thui. Lần trước hắn đã bị xé rách và lột xác thất bại cũng chính là vì loại ánh đen này. Hiện giờ nó lại xuất hiện. Hai khí âm dương lưu chuyển nhanh chóng các giết thứ này. Cách đó không xa thì những người kia biến sắc. Hiện tại bên trong vòng xoáy âm dương lại xuất hiện ra ánh đen này, thành ra làm cho bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp. Lò âm dương cũng chấn động áp chế lấy ánh đen, muốn chặt đất và tiêu trừ đi nó. Tiếp đó thân thể của Thạch Hạo bắt đầu thức tỉnh trong hoàng huyết, dưới sự nghiền ép của đại đạo mà tiến diễn không ngừng. Đây là một quá trình vô cùng đáng sợ, cần đau đớn khó có thể tưởng tượng ra được. Trong lúc này, ánh đen thi thoảng sẽ hiện lên, bởi vì nó vẫn không ngừng quấn chặt lấy hoàng huyết, trước sau không hề tách lìa. Dưới tình huống này, muốn hấp thu hoàng huyết và nắm giữ năng lực tái sinh của chân hoàng, độ khó quá lớn, một vị trí tồn lên tiếng. Bên trong lò, rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng đã có thể chuyển động được, thân thể tả tơi, đang từ từ tái tạo lại. Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, máu mê ướt đẫm toàn lực chống lại. Chém, cũng không biết qua bao lâu thì hắn gào to một tiếng, ép hoàng huyết cùng với ánh đen kia ra ngoài cơ thể, không hề chần chừ chút nào. Ồ, dù gì cũng là hoàng huyết không tầm thường, rất có thể đó là một giọt thổ huyết, không ngờ hắn lại bỏ qua như thế, có người giật mình. Giọt máu này có giá trị vô lượng, không tài nào so sánh được, ngay cả bộ tộc huyết hoàng khi đưa ra giọt máu này cũng phải lưỡng lự đau đớn, chứ đừng nói là người của tộc quần khác sau khi đạt được sẽ quý trọng như thế nào. Nhưng mà hoàng lại bỏ qua, về phía Thạch Hạo thì đây không phải là máu của hắn, mặc dù dung hợp tiến vào thể nội, như vậy thì trong thời gian dài cũng rất khó có thể hòa tan hoàn toàn, hắn không muốn trong cơ thể của mình lại có thêm huyết dịch lan lỗ nào khác. Con đường của hắn rất thuần túy, muốn bản thân lột xác, huyết dịch sẽ trở nên tinh khiết vô cùng, sẽ không lẫn lộn với những thứ được gọi là cổ huyết quý báu. Bởi vì hắn có lo lắng, sợ sau này do cổ huyết xem như hoàng mỹ này sẽ trở thành một tì vết trên con đường tu luyện. Đương nhiên, nếu như còn sau này còn có thể sống tiếp, nếu không thì hấp thu hay không thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Trước mắt, thân thể của Thạch Hạo tả tơi, lần lượt bị đại đạo nghiền ép, thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng, ứng phó toàn lực. Giờ khắc này Thạch Hạo đang từ từ khôi phục lại, xem đây như là sự tôi luyện hiếm thấy nhất. Hắn tiến vào dị vật vẫn luôn muốn dùng đạo tắc hoàn chỉnh để tái tạo chân thân. Hiện giờ mục tiêu này đã được thực hiện trong quá trình nhanh gọn, không hề đơn giản mà chuẩn bị thành công rồi. Cô dịch nói, tinh quang trong mắt bùng phát, tựa như là bó đuốc nhìn chằm chằm vào trong hàng đá. Ồ, những đứa trẻ khác cũng đã đạt được chỗ tốt không hề nhỏ, lắng nghe đại đạo, đang tái tạo lại chân thân lần nữa, thành tựu ngày sau chắc chắn không thể đoán trước được. Một vị trí tôn đế tộc mỉm cười, lần này đều thành công viên mãn, có thể nói là cùng nhau chiến thắng. Đám người Chu Vũ, Cô Hoành, Ổ Côn, Xích Mông Hoàng được từng luồng ánh sáng bắn trúng và chuyển động cùng vòng xoáy âm dương, thể nội mỗi người đều vang lên những tiếng răng rắc, họ đang tái tạo lại bảo thể. Bọn họ sinh ra ở giới này lại trải qua những chuyện như vậy, thế nhưng lần này thì càng tiến sâu hơn, mạnh mẽ hơn trước đây nhiều. Toàn bộ đều nhờ sự tồn tại của Hoang nên mới giúp cho bọn họ được hưởng lợi theo thêm một lần kiểm nghiệm nữa.
Và lúc này, tình hình của Thành Hạo càng lúc càng tốt, lò âm dương nổ vang bảo vệ tất cả mọi người bên trong, hai khí âm dương được phóng thích đảm bảo bọn họ an toàn lột xác. Thành Hạo cẩn thận thử nghiệm, nơi mi tâm đã rạn nứt giờ đã được chữa trị, nguyên thần vững chắc, xương sọ lấp lánh, khắp nơi từ trên xuống dưới đều đã được tiếp nhận sự rèn luyện. Về sau, sức mạnh quy tắc tự như không còn cuồng bạo như thế nữa, sẽ không đả thương thân thể nữa. Quy tắc chư thiên đã thối lui, sắp tản đi rồi. Ngoài hang có người thầm than, đại đạo buông xuống và tạo nên cảnh giới dọa người, không hề tồn tại mãi được. Cơ duyên như thế này cũng chỉ tạm thời mà thôi. Những người bên trong lò có thể tìm hiểu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Ít nhất, có thể hoàn thiện việc xây dựng lại chân thân là tốt lắm rồi, là một tạo hóa. Bỗng nhiên Thanh Hạo cảm nhận được nguy cơ, có người trong lò muốn ra tay với hắn, có khí thế khó tả nào đó đang được dẫn dắt và muốn tìm hiểu bí mật trong cơ thể của hắn. Hả? Ngoài hang, cường giả của tộc cô dịch trầm mặt xuống, tiếp đó là quay nhìn về phía một vị chí tôn của đệ tộc nói, có người mang tới pháp chỉ bất hủ à? Bên trong lò chợt có người lấy ra tờ pháp chỉ thần bí, sau đó lần nữa khống chế lò cổ và tiếp tục vận chuyển nó. Chiếc lò này vô cùng thần bí, người bình thường nào xem như có thể điều khiển được chứ? Thế nhưng đế tộc rất vi phạm, tiếp xúc với nhiều bí bảo cho nên đã có bất hủ khắc xuống tấm pháp chỉ, hồng tiếp tục điều khiển lò âm dương. Mà lần này mục tiêu nhằm thẳng vào là chiếc lò vẫn là hoang, thế nhưng cũng chẳng hề êm dịu gì cả mà rất bá đạo, mạnh mẽ cướp lấy hàng loạt các vết tích đại đạo trong cơ thể của hắn. Nghe nói tên tiểu bối này hơi hơi bất phàm, đã thành công với việc lấy thân làm hạt giống, vậy sao không nhìn thử xem, rõ ràng đôi chút chứ? Bên ngoài khe núi chợt có một vị chí tôn đế tộc lên tiếng nói. Cũng được, những người khác gật đầu. Cô dịch nghe thấy vậy thì sắc mặt chợt lạnh nói, đây chỉ là bảo của tộc ta, thế nhưng ta cũng muốn tiếp xúc xem thử như thế nào. Hắn gật đầu cũng không tỏ vẻ gì cả. Thời khắc này hai khí âm dương khóa chặt lấy Thanh Hạo, muốn hiểu rõ toàn bộ bí mật về lấy thân làm chủng của hắn. Ha ha ha, ngắt lấy pháp môn chư thiên, hoàn thiện con đường bản thân của chúng ta. Dư Vũ cười lớn, pháp chỉ đó chính là do hắn mang vào. Trên thực tế, vừa nãy Xích Mông Hoàng cũng muốn động thủ, muốn thờ cơ đánh giết Hoàng, hắn còn trực tiếp hơn cả Dư Vũ. Cũng có người mang theo ý lạnh muốn ra tay, thế nhưng lúc này đều dừng lại cả, bọn họ muốn hiểu rõ những bí mật trong cơ thể của Thanh Hạo. Thân lò chấn động, ban đầu còn vang lên ầm ầm đại đạo, thế nhưng vào lúc cuối cùng thì bên trong lò lại cuồn cuộn chùm sáng, khiến cho ai nấy cũng khiếp sợ vô cùng. Tiếp đó mỗi một người đều bị tê liệt, cảnh tượng chấn động lòng người. Không, bên ngoài hang đá, một nhóm cao thủ đều sợ hãi tới biến sắc mặt. Bùm! Ngay sau đó, khi nắp lò bay vút lên bởi chí tôn ra tay, bọn họ nhanh chóng lao tới cửa viện. Vài người rớt ra từ trong lò, thân thể của toàn bộ đều tả tơi, thậm chí còn gãy nát. Người người đầy máu tươi vô cùng thê thảm, ai cũng chịu phải trọng thương. Mỗi một người đều trải qua hồi kiếp nạn, thiếu chút nữa thì bỏ mạng bên trong. Tại sao lại như thế? Có người gầm nhẹ. Nếu như xảy ra vấn đề gì đó thì nhóm được gọi là 6 tiểu đế này sẽ trở thành bụi mù, chẳng còn sót lại thứ gì. Lò âm dương có sứ mệnh, nó không muốn bị pháp trị trói buộc, ngoài ra nó cũng không phải là vạn năng, cô dịch nói. Hắn chỉ nói ra một phần sự thật mà thôi, lò âm dương này có ý chí riêng của mình, dù cho pháp trị của bất hủ có xuất hiện và muốn điều khiển nó thì cũng không được, nó sẽ chống lại. Có thể thấy được tờ pháp trị kia đã bị vỡ nát, ngoài ra Dư Vũ sớm đã đứt thành hai đoạn, thương thế nặng nhất. Còn có một chút chuyện nữa mà cô dịch không nói ra, bởi vì cũng không cần thiết phải nói rõ bí mật của lò âm dương cho đám người này. Lò âm dương được rèn đúc ở bên cửu thiên, thế nhưng lại cư trú một thời gian dài bên này, đều rất quen thuộc với đạo tắc của hai vùng thiên địa này, cho nên có thể diễn dịch, có thể phân tích một hai. Mà thiếu niên kia tuy rằng lúc này rất yếu ớt, vẫn chưa trưởng thành, thế nhưng hắn lại lấy thân làm hạt giống đã hình thành nên khác xa với tất cả mọi người, cho nên không thể hiểu rõ được. Trừ phi lò âm dương bao trùm và tìm hiểu hắn ở trong năm tháng dài đằng đẵng thì mới có thể hiểu rõ được. Vậy cũng đủ rồi, đám người này đã cùng nhau rèn luyện với Hoàng, đều là lần nữa xây dựng lại chân thân, mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều và đạt được chỗ tốt không hề nhỏ, cô dịch nói. Chí Tôn tiến vào trong khe núi lần lượt kiểm tra hậu bối của mình, sợ sẽ lưu lại vết thương đại đạo không thể chữa trị nào đó. Cũng may là có thể chữa trị được, có người thở dài. Thanh Hạo đứng dậy, đã nhiều ngày trôi qua và rốt cuộc hắn đã không còn nằm trong trạng thái tàn phế nữa, đã có thể điều khiển được thân thể, dù cho là vẫn còn thương tích, đồng thời cũng không hề nhẹ, thế nhưng cảm giác này vẫn là tốt nhất. Hoàn toàn chính xác, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ trước đây chưa từng có, mạnh mẽ hơn rất nhiều, rất nhiều. Chúc mừng, 6 tiểu đạo hữu sẽ có thu hoạch to lớn cho riêng mình, thành tựu tương lai không thể đoán trước được, sau này có thể sánh vai cùng cổ tổ các tộc cũng không chừng. Cô dịch cười híp mắt, dáng đi lọc khọm, mái tóc bạc lấm tấm ánh vàng lộng lẫy, cứ thế chúc mừng mấy vị chí tôn đế tộc. Những người này đều cảm thấy buồn nôn, bởi vì hoàn toàn không tương xứng với phong cách ngày thường của hắn. Mấy người Xích Mông Hoàng, Dư Vũ, Tắc Cô đứng lên, trong lúc này nhìn về phía Thạch Hạo với sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát quang rồi biến mất. Những cường giả trẻ tuổi đế tộc này rất muốn giết chết Thạch Hạo, tắm rửa máu huyết của hắn, chứng minh danh tiếng vô địch, đánh đầu thắng đó của mình. Còn có người cũng chỉ vì nhau rèn luyện trong lò nên sinh ra sát âm, bởi vì khi nghĩ kỹ lại, lần này bọn họ đã cũng trở nên mạnh mẽ hơn, có thể nói là thơm lây cùng với Hoàng, cho nên khiến cho bọn họ sinh ra lòng khó chịu và muốn xuất thủ phân mạnh yếu trong trận chiến này. Rất nhanh, nhóm người này rời khỏi hang đá, rất nhiều người mang theo nụ cười tươi tiến lên chào đón chúc mừng. Các vị đạo hữu xin hãy qua bên này, đây là một việc vui đáng để ăn mừng. Ta đã sắp xếp một bữa tiệc rượu, có rượu ủ từ thời tiên cổ, chút nữa cùng nhau làm một chén cho vui. Thế nào? Cô dịch nói. Đám người rời khỏi nơi này đã được mời vào trong một khu cung điện kim loại rộng lớn, có lưng dựa vào núi cao, tiên vụ lượn lờ lưu
chuyển. Đây cũng là trọng địa của cô tộc nên chỉ có khách quý và bất hủ mới có thể đạt được, thành ra mới tiếp đón vào nơi đây. Có thể nói những người tới hôm nay đã nhận được sự trọng đãi vô cùng lớn. Cung điện này năm xưa từng nhận lấy dấu chân của rất nhiều đại nhân vật, là một nơi đáng để cường giả hậu thế xem như là bộ mặt của bản thân. Hơn một kỷ nguyên có Vô Trung Tiên Vương, Luân Hồi Tiên Vương cùng với một vài cường giả cái thế tới qua. Tu sĩ của dòng dõi An Lan mang theo cảm khái nói, tâm thần của những người khác chấn kinh, tất cả đều liếc nhìn xung quanh. Cung điện kim loại này được dời từ bên Cửu Thiên qua đây, trước đó đây chính là trọng địa để cô tộc nghênh tiếp Tiên Vương. Anh bạn nhỏ không đơn giản, được xem như là một kỳ tài ngút trời, người sinh ra là để chiến đấu. Cô Dịch mang theo nụ cười nhìn về phía Thạch Hạo, dâng rượu lên. Tiếp đó cô Dịch sai người dâng rượu. Chẳng lẽ là rượu của thời đại tiên cổ ư? Đã trôi qua bao nhiêu năm tháng rồi mà vẫn không ngờ còn tồn tại lại và còn có thể uống được nữa chứ? Mấy người nghi hoặc nói. Rất nhanh có người vác tới một vại rượu có màu sắc vàng óng, nó được chế tạo từ ngọc thạch và mang theo lưu quang, đồng thời còn có một loại tiên vận ẩn giấu phản phất quy chân. Trong cung điện màu vàng truyền tới từng tiếng hít mạnh, tiếp đó là khen ngợi không thôi. Hương rượu thơm thật, bịch bịch. Đồng thời ngay tại lúc này chợt có người say ngất ngay, không cách nào chịu nổi loại hương thơm ngát này. Nếu chỉ là rượu thông thường thì chắc chắn sẽ không tới mức này. Tất cả mọi người đều biết bên trong thứ được gọi là trừng nhữ này chắc chắn ẩn chứa đạo vận bí ẩn cùng với một luồng bí lực đang lan tràn. Đây chắc chắn là bảo thủ hiếm có trên đời, rất nhiều người thán phục và dùng dậm nhân chén. Nước rượu sền sệt như đông lại, còn chưa uống mà đã say khướt rồi. Tiếp đó liên tiếp có người ngã nhào, bởi vì rượu vừa tới môi thì đã say mềm trên mặt đất. Rượu này nặng thật, ủ ra là để dành riêng cho bất hủ giả ư? Chí tôn của dòng dõi Xích Vương sau khi uống xong một chén thì thân thể khẽ lắc lư, sau đó hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng trong cung điện và cũng không để ý tới những người khác nữa. Loại rượu này ẩn chứa đạo tắc nên đáng giá để thể ngộ. Rất nhanh bên trong cung điện dần yên tĩnh lại, không một ai nói chuyện nữa. Anh bạn nhỏ, mời tới bên này. Cô Dịch gọi Thạch Hạo và dẫn hắn rời khỏi cổ điện. Trong cung điện, Xích Mông Hoàng mở mắt ra, hắn vẫn chưa có uống rượu. Lúc này trong mắt lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, cô tộc, người đang ở dưới ta đó, chẳng lẽ lòng vẫn hướng về đế quan, muốn bị diệt tộc ư? Không chỉ có mình Thạch Hạo rời đi cùng với cô Dịch mà còn có cô Hoành, người từng cùng 6 tiểu đế tiến vào lò âm dương và cũng đã đạt được chỗ tốt cực lớn ở nơi ấy. Hoàng Nhi, ngươi không nên đi theo. Ông lão của cô tộc lên tiếng, chỉ mang mỗi mình Thạch Hạo trở lại hang đá. Ông còn muốn nói gì với ta nữa à? Tới lúc này thì Thạch Hạo lộ vẻ nghi ngờ. Đầu tiên thì phế hắn, sau đó thì gián tiếp giúp đỡ hắn, cuối cùng thì dùng lò âm dương để rèn luyện thân thể hắn. Nếu không làm sao có thể dễ dàng tái tạo chân thân chứ? Ha ha. Năm xưa mặt chúng ta cũng sinh ra trong Cửu Thiên, những năm tháng ấy là rất huy hoàng, tiên vương ngay trời, vương bất hủ gầm thét, đại chiến kịch liệt, thậm chí còn có sinh linh thuộc kỷ nguyên cổ cũng xuất hiện và tham gia vào, cường giả tuyệt thế xuất hiện lớp lớp, loại huy hoàng ấy quả thật không cách nào tưởng tượng ra được. Ông lão cảm thán. Ông muốn cho ta biết chuyện gì? Thạch Hạo hỏi. Ta muốn nói, sống ở một đại thế được cho là thê thảm nhất từ trước tới nay, thật sự không hề dễ chút nào. Bộ tộc ta muốn nắm lại vinh quang của ngày xưa, nếu không sẽ sống không nổi, không thành tiên vương thì cuối cùng lại cũng chỉ là dung dế, ngay cả bảo vệ cổ tộc cũng không được. Đối mặt với niên đại máu tươi cũng huy hoàng nhất sắp tới, các bộ tộc muốn tranh giành lấy một đường sinh cơ. Cô Dịch thẳng thở. Sẽ náo loạn tới mức nào? Ai sắp xuất hiện để thanh toán? Thạch Hạo hỏi. Đây chính là sự thật mà hắn khát khao muốn biết được. Nhìn đại thế tàn phai, lắng nghe khúc ca mai táng của cường giả cái thế, tới thời điểm đó người sẽ biết thôi. Nhân vật vô thượng xuất hiện lớp lớp, một vài bộ tộc mạnh mẽ sẽ trở lại và sự sát phạt sẽ ngập trời, máu huyết thấm qua rất nhiều kỷ nguyên. Cô Dịch thì thào, hắn đang run rẩy, đang kích động và cũng đang kinh đang sợ thứ không biết nào đó. Ông nói với ta những lời này là có ý gì? Thanh Hạo hỏi. Đòi nợ bộ tộc của các ngươi, họ thiếu cô tộc ta một vị vương bất hủ. Cô Dịch lạnh lùng nói. Hắn với vóc người thấp bé và lòng khòm, lúc này chợt đứng thẳng tắp cao giọng nói, năm đó bộ tộc ta vốn có thể xuất hiện một vị cường giả cái thế là tiên vương, thế nhưng lại bị tổ tiên thập tộc các ngươi ngăn chặn. Thạch Hạo run rẩy một cái, hai tộc còn có ân oán này, phần lưng của hắn chợt cảm thấy lạnh lẽo. Nói như thế, lão già này không hề có chút thiện ý nào cả, mà có thể xem như là món nợ, hoàn toàn đối lập với một vài suy đoán trước kia của Thạch Hạo. Tiền bối thạch tộc ta đều định thiên lập địa vì bảo vệ biên hoang nên che già mang mọc, máu nhuộm biên hoang lần lượt chết trận, về việc ngăn chặn cô tộc các ông thì chắc chắn sẽ có lý do kiên quyết nào đó. Thạch Hạo nói. Hừ. Cô Dịch cười đầy lạnh lẽo và không hề nhiều lời, thế nhưng ánh mắt kia lại rất khiếp người. Hang đá rạn nứt và một thềm đá dẫn xuống lòng đất xuất hiện, đó chính là nơi mà lò âm dương trấn thủ. Lò quý vẫn còn và lúc này đang lơ lửng giữa không trung, từ từ bồng bềnh. Nó mang theo tiên vụ mờ ảo mông lung, tựa như có thể ép sụp chư thiên vạn cổ. Loại áp lực này khiến cho người khác nghẹt thở, huyết nhục như muốn tung tóe. Cô Dịch mang theo Thạch Hạo tiến vào trong lòng đất, lấy thân làm hạt giống. Ngay từ thời tiên cổ đã được nhắc tới, mà lão tổ của cô tộc ta là một trong những người suy diễn ra. Cô Dịch nói, lòng đất rất tối tăm và cũng vô cùng khô ráo, thông đạo rất là dài. Đây là một dãy núi cung điện bên dưới lòng đất. Con đường thẳng tắp dẫn tới một vị trí nào đó. Trong lòng Thạch Hạo hơi kinh ngạc, bởi vì trước đây không lâu thì hắn từng nghe được những tiếng bàn luận của đám người kia. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, lò âm dương vẫn không hề xuất thế, là bởi vì đang giúp cho cổ tổ cổ tấn trấn áp pháp thể, giúp cho hắn tồn tại. Lò âm dương ở trong hang đá, như vậy nơi bên dưới lòng đất này lẽ nào lại là tổ tiên của tộc này? Cuối con đường là một gian nhà đá rất đơn giản, cửa đá sừng sùi không hề có hoa văn gì, càng chẳng khắc rõ trật tự đại đạo nào. Cổ tổ, ở thời khắc máu chốt thì pháp thể của ngài đã bị phá hủy, căn cơ thiên vương vỡ nát. Hôm nay ta đã đưa tới một hạt giống cho ngài đây. Hắn thành công lấy thân làm hạt giống, đồng thời đã trải qua muôn vàn thử thách. Cô Dịch quỳ rạp xuống mặt đất và đầy thành kính cũng như nghiêm túc. Hắn quỳ bái chán chạm đất.
Thạch Hạo biến sắc, hắn đứng ở nơi đó và cố gắng cảm ứng, thế nhưng cũng không hề phát hiện ra khí thế mênh mông nào xuất hiện cả. Cửa đá xù xì chẳng chút thần lực, không hề có đạo tắc, rất đơn giản bình thường, ở nơi đây rất là phổ thông. Nhưng vào lúc này, chợt cánh cửa đá rung động và bị một nguồn sức mạnh vô hình đẩy ra, cảnh tượng bên trong đầy đơn sơ, chỉ có một chiếc giường đá và một ông lão đang ngồi xếp bằng. Cổ tổ cô tộc, đây là một ông lão với vóc người rất cao, tuy rằng ngồi xếp bằng nơi ấy thế nhưng vẫn toát lên vẻ hùng vĩ, eo bụng thẳng tắp, mái tóc vàng kim nhạt, lấm tấm màu trắng bạc. Những vết tích của năm tháng đã lưu lại trên gương mặt của lão không ít, da thịt không còn bóng mịn nữa, mày kiếm kéo dài đến tóc mai, cặp mắt sâu lắng tự như tinh không. Là cổ tổ năm xưa ư, từng đánh nhau với An Lan, chỉ thiếu chút nữa thì đã sánh vai cùng với tồn tại Vương Bất Hủ. Truyền thuyết nói rằng, ông ta chỉ thiếu một chút nữa thì là thành Tiên Vương cái thế rồi. Lúc ở Đế Quan cách đây không lâu, thì Thạch Hạo từng nhìn thấy một giọt Vương huyết Bất Hủ lăn tới, thiên địa cuồn cuộn, áp chế trăm vạn quân, thanh thế mênh mông ấy không gì có thể sánh được. Hiện giờ một sinh linh như vậy vẫn còn sống, gần như có thể sánh vai với tồn tại của cấp bậc kia. Ông ta đang ngồi xếp bằng ở chỗ ấy, thế nhưng không hề cảm ứng được gì cả. Quá yên tĩnh, đó chính là phản phát quy chân, đáng lý phải tản ra một chút uy thế mới đúng. Từ đầu tới cuối, ông lão kinh tế của cô tộc ấy vẫn không hề mở lời, vẫn rất bình tĩnh, mãi cho tới khi lão ra hiệu cho cô dịch đứng dậy thì sắc mặt mới thoáng biến hóa. Lão đang nhìn Thạch Hạo quan sát thật kỹ càng, ánh mắt ôn hòa cũng không chút khói lửa nào. Dù là chí tôn hay là bất hủ thì khi nhìn chằm chằm vào một người nào đó, chưa chắc đã làm huyết nhục của bọn họ tan rã, thần hồn run rẩy, thế nhưng cũng gần như thế, bởi vì uy thế quá thịnh. Tồn tại ở cấp độ đó, há miệng là nuốt nhật nguyệt, hét lớn là vỡ ngân hà, chuyện như thế cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng ông lão trước mặt này lại tùy ý như thế, cũng không hề hiện hữu ra dấu hiệu nhìn xuyên thần hồn người ta. Một lát sau thì lão gật gật đầu, rốt cuộc cũng có hành động với Thạch Hạo. Lão nhướng nhẹ ngón tay một cái, trong phòng đá cô dịch trở nên kích động, huyết thống căng phòng, nếu không cần phải sự duy trì tôn kính nên với các cường giả thế này thì hắn gần như đã hét lớn thành tiếng rồi. Hắn cảm thấy đã tìm đúng hạt giống rồi, cổ tổ cần hoang. Thân thể của Thạch Hạo căng cứng, tuy rằng không thể nhìn sắc ý và cũng chẳng cảm nhận được nguy hiểm, thế nhưng khi đối mặt với một nhân vật cái thế trong truyền thuyết thì ai có thể giữ được sự bình tĩnh chứ? Ngón tay đó chỉ ngay mi tâm của Thạch Hạo, chính là vị trí nguyên thần. Trong phút chốc, Thạch Hạo cảm thấy mi tâm nóng rát và có một dòng nước nóng lan tràn. Tiếp đó, xương trắng của hắn bắt đầu phát sáng và hiện lên tiếng vang tựa như sấm sét. Tội huyết đánh tan mây, tia chớp dày đặc là ký hiệu huyết thống độc nhất của Thạch Hạo hiện ra. Nơi mi tâm của hắn có một vết tích rất phức tạp. Lúc ở bên kia Đế Quan thì còn cho rằng đó chính là dấu vết tội huyết, là tượng trưng cho sự sỉ nhục. Nhưng mà vào lúc này, sau khi nhân vật cái thế của cô tộc nhìn thấy ký hiệu này, thì tâm tình lần đầu trở nên chập chờn. Ánh mắt của lão rất sáng, thấu hiểu lòng người. Trong giây lát đó, chợt có tiếng sét xé ra hư không, dòng sông thời gian mơ hồ xuất hiện. Đây chính là sự thể hiện khi tâm tình của lão chập trùng. Không sai, chính là đời sau của Thạch tộc. Lão lần đầu tiên lên tiếng. Thời khắc này rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng nhìn thấy được điểm dị thường. Vẻ mặt của ông lão rất phức tạp, ánh mắt lúc thì xám xịt, lúc thì hừng hực, sau đó thì đau đớn lan tràn. Thế nhưng tất cả cũng chỉ diễn ra rất nhanh, chớp mắt là biến mất. Chỉ là biến hóa ngắn ngủi này đã tạo nên cảnh tượng khủng khiếp, chấn động cả khu cổ địa này. Bên trong phòng đá vẫn còn tốt, nó được một luồng sức mạnh thần bí xoa dịu. Bên ngoài, tất cả cường giả đều trợn tròn mắt, cũng không biết là đã có bao nhiêu sinh linh nơm nớp lo sợ. Tiếp đó là các tộc đứng lên trên vùng đất này đều run rẩy, khó có thể chống lại uy thế này. Cũng may là loại khí thế ấy tới nhanh và cũng đi nhanh, chỉ trong nháy mắt tự như mây gió, toàn bộ dị thường biến mất chẳng thấy tăm hơi. Trong phòng đá rất yên tĩnh, chẳng hề có tiếng động nào. Sườn trán của Thạch Hạo vẫn đang phát sáng, thân thể của hắn kéo căng tựa như dây cung, hết sức căng thẳng. Dù cho biết rằng đánh không lại, thế nhưng cũng không phải tung ra một kích. Thà rằng sẽ vỡ đầu chảy máu, chết trận đầy bi thảm, thế nhưng cũng sẽ không khuất phục. Đây chính là phẩm chất mà thiếu niên hung tàn này sau khi lớn lên vẫn không hề thay đổi. Sẽ bị đoạt xác, cũng chỉ có mỗi kết cục duy nhất này mà thôi. Trong mắt của Thạch Hạo, hắn đã rơi vào tuyệt cảnh. Thân xác của cô dịch kích động, hắn rất chờ mong cổ tổ sẽ thức tỉnh và thoát khỏi khốn cùng. Còn có lễ vật nào thích hợp hơn hoang nữa đây? Dù sao hắn đã thành công trên con đường lấy thân làm hạt giống. Nhưng mà sau đó thì cường giả cái thế của cô tộc chỉ phất tay, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn cùng với ánh đao bóng kiếm. Trong mắt của lão lờ mờ ánh sáng và chiếu rọi ra vô số bóng người của tiên cổ. Trong mắt lão có cuộc đại chiến tuyệt thế, có biển máu ngập trời. Cổ tổ, cô dịch không hiểu, là muốn bọn họ rời đi. Nếu như trị lạc đến mất đi cướp hạt giống đại đạo, đã đạt đến được bước kia của người khác, vậy ta có thể đi tới một bước này ư? Thế gian sớm đã không có cô tộc rồi, lão bình tĩnh nói. Thân thể của cô dịch rung lên, chuyện này không hề có chút trợ giúp nào cho ngài ư? Cô dịch vẫn không cam lòng hỏi thế. Tổ cô tộc không hề nói gì và vẫn ngồi xếp bằng ở nơi ấy, yên lặng không hề một chút tiếng động. Một luồng sức mạnh vô hình đẩy cô dịch cùng với Thạch Hạo ra khỏi nhà đá và cánh cửa đó đã im lặng khép lại. Liên quan tới tiên vương, người không hiểu. Và đúng lúc này thì bỗng nhiên cô dịch nghĩ ngay tới câu mà tổ phụ từng nói với mình. Cô dịch thẫn thờ rời khỏi cung điện dưới lòng đất và từ từ tiến lên trên mặt đất. Hắn mang theo Thạch Hạo rời khỏi hang đá và hiện tại đang bị rất nhiều người vây kín. Những người này đều là chí tôn, có đế tộc, có những tộc khác. Từng người tự nhiên gặp phải đại dịch ngăn chặn lại đại đường của hắn. Tiếp đó là nhìn kỹ Thạch Hạo. Cô dịch, ngươi muốn làm cái gì hả? Lúc những người này nhìn về phía Thạch Hạo thì càng kiên kỵ hơn, bởi vì bọn họ từng nghe được lời đồn bên dưới hang đá kia có cô tổ, người này thiếu chút nữa đã vẫn tỉnh cảnh giới tiên vương, kết quả đã bị tổ tiên của Thạch tộc ngăn chặn và chặn đất căn cơ. Đồng thời bọn họ cũng từng nghe nói qua con đường lấy thân làm hạt giống này đã không ít người tham dự qua, mà cổ tổ từng là một trong những người suy diễn. Hiện tại Thạch Hạo đã thành công đi tới con đường này, vả lại tổ tiên của hắn lại chặn đứt con đường tiến tới cô tộc, như vậy có thể nghĩ tới một vài chuyện sẽ phát sinh. Hiện giờ bọn họ rất hoài nghi Thạch Hạo đã bị đoạt xác, hoặc là hạt giống trong cơ thể của hắn đã không còn.
Các ngươi suy nghĩ nhiều rồi, không có một tấm lòng ngạo thị của Kim thì làm sao có thể trở thành tiên vương? Cô dịch lại nói ra vài lời như thế. Lúc này hắn cảm thấy đôi chút thoải mái và cũng rất là tiếc nuối. Không tin thì tự mình đi ra xét, mang hắn đi đi. Cô dịch vùng ống tay áo tiện khách. Có một vị chí tôn lấy ra cổ bảo có tên là chiếu thần kính, nhiều lần chiếu về phía Thạch Hạo để hắn tắm rửa trong thần quang, thế nhưng tóm lại vẫn chẳng hề có dị thường nào cả. Đi thôi, bọn họ rời khỏi nơi cư trú của cô tộc, bởi vì bọn họ tin chắc nếu như cổ tổ có động tác nào đó thì chắc chắn sẽ không thể để cho Thạch Hạo rời đi như vậy được, đồng thời cũng sẽ giấu giếm ít nhiều. Tới cảnh giới của cấp độ kia thì tất nhiên sẽ có khí phách thôn thiên. Phương xa có một cây cổ thụ rung lắc, nó nâng ngân hà, phiến cây đỡ lấy vạn tỷ ngôi sao, đó chính là thế giới thụ, nó sinh sống ở giới này. Cành cây của nó dang rộng, toàn bộ cổ giới đều được che chở. Pháp chỉ bất hủ, những chí tôn dẫn Thạch Hạo rời đi đều biến sắc mặt, thông qua thế giới thụ để lan truyền pháp chỉ, nói rõ tình huống vô cùng khẩn cấp. Pháp chỉ bất hủ hạ xuống từ vực ngoại là mượn nhờ uy thế của thế giới thụ, xuất hiện từ phần cuối của cổ giới này. Ào ào, thế giới thụ hùng vĩ, uy thế cổ kim, những lúc phiến đá chuyển mình thì các ngôi sao lăn tròn, nhật nguyệt ầm ầm chấn động thế gian. Bình thường rất ít người dám lại gần thế giới thụ, trừ phi là phát sinh sự kiện lớn, nó chính xác là gốc cây bảo vệ cho cả dị vật. Pháp chỉ từ trên trời hạ xuống, ánh sáng chiếu rọi vạn trượng, bên trên ghi đầy văn tự rực rỡ với uy thế khiếp người, đó chính là sức mạnh của bất hủ giả. Dù cho không tự mình giáng lâm, thế nhưng đã có một tia tinh khí thần của bọn họ truyền vào trong tờ pháp chỉ này. Tất cả những chí tôn ở nơi đây đều trở nên nghiêm túc và đầy kính nể, bọn họ hành đại lễ và cẩn thận đón lấy tờ pháp chỉ này. Sau khi pháp chỉ hạ xuống thì người này đều biến đổi sắc mặt, bọn họ vẫn chưa hề đọc được nội dung, thế nhưng khi liếc nhìn về chữ ký của nhiều bị vật bất hủ giả bên trên tờ pháp chỉ thì đều vội vàng truyền tay nhau. Là đặc xá cho hoang. Cho dù là những tu sĩ tuyệt thế bên dưới trường sinh thì đều ngạc nhiên khi liên quan tới vấn đề xử trí hoang như thế nào. Hiện giờ đã có quyết định rõ ràng, bất hủ giả tuyên bố bất luận người nào cũng không được làm hại hoang, nếu như dám âm thầm ra tay thì sẽ bị diệt trừ. Quyết định này rất rõ ràng, không hề giống như mấy ngày trước đây sẽ có thái độ mơ hồ với hoang và dẫn tới hàng loạt chuyện phát sinh. Tại sao lại có sự biến chuyển như thế? Rất nhanh thì bọn họ đã nhận được đáp án. Sau khi đi tới một vài tòa thành khổng lồ thì có vị chí tôn đế tộc đã thông qua quan hệ của mình đã hiểu rõ được vài ẩn tình bên trong. Vương bất hủ vẫn chưa trở về, vẫn đang ở khu mai táng. Thế nhưng lại có một người hầu của bọn họ đứng ra mơ hồ nói năng. Hiện tại tuyệt đối không thể làm hại hoang, cần phải lưu giữ thật toàn vẹn. Ông lão này cũng chẳng phải là sinh linh bình thường nào, mà chính là hung thú trong cửa của cổ phủ An Lan, là một lão lang thần. Tuy rằng gọi là người hầu, thế nhưng thân phận lại cực kỳ mẫn cảm. Người trẻ tuổi, người đã an toàn rồi, một vị chí tôn lên tiếng. Chỉ là khi bọn họ nhìn về phía Thanh Hạo thì ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp, nơi sâu trong đáy mắt lại ánh lên vẻ thương hại. Bị vương bất hủ nhắc nhở như thế này thì cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Ngày hôm đó, một vài đại tộc cũng đã hay tin hoàng không thể giết, không thể nhắm vào hắn được. Đương nhiên, những nơi được gọi là đại tộc đều là những chủng tộc muốn diệt trừ hoàng cho bằng được, hoặc là những thiên tài trong tộc từng bị hắn giết qua, hoặc là các nhân vật già cả thuộc cảnh giới độ nhất đã bị hắn giết chết. Thạch Hạo vô cùng bất ngờ, cứ thế hắn lại được giải trừ nguy cơ. Tờ pháp chỉ ấy rất là nghiêm túc và đề cập qua, nếu ai dám làm trái sẽ là tộc họa, không phải là trách nhiệm của một người, nếu như ám hại hoàng thì sẽ liên lụy tới cả bộ tộc. Thạch Hạo vẫn không hề được giải tới Thiên Lao Hắc Thủy, bởi vì hiện giờ không một ai dám làm khó dễ hắn cả. Đồng thời hắn cũng không được đưa tới thư viện chiến thần, bởi vì không ai nhắm vào hắn, cho dù hắn có tiến vào thư viện thì cũng sẽ là sự nguy hiểm đối với người khác. Trước đây không lâu, hắn đã gây ra động tĩnh lớn như kia, dẫn tới trăm cường giả trẻ tuổi phải bỏ mạng, đây là một mầm họa khó mà lường được. Hắn đã nhận được sự tự do, không ai nghĩ tới hoàng lại có thể tự do cất bước trên mặt đất của khu vực cổ xưa này. Đương nhiên, trên người của hắn vẫn bị ít nhất là 6 vệt dấu ấn từ tờ pháp chỉ kia lao ra khắc tên, đảm bảo rằng dù hắn có đi tới nơi đâu thì vẫn sẽ bị đại nhân vật cảm ứng được, cũng không phải là dấu ấn tinh thần mà là những mảnh vỡ pháp chỉ rơi lên trên thể phách của hắn, không thể nào tách rời được. Anh bạn nhỏ, người có suy tính gì không? Một vị chí tôn với vẻ mặt hiền từ hỏi. Nhiều ngày trước đây hắn vẫn luôn làm mặt lạnh lùng. Khu cổ giới này với cường vật rộng lớn, mật thổ đông đúc, ta muốn nhìn thử núi sông trắng lệ tới cỡ nào, tìm hiểu các di tích vương thạch cổ. Thạch Hạo bình tĩnh đáp. Cứ như thế, một mình Thạch Hạo rời đi. Sau khi tin tức lan truyền thì dẫn tới sự kinh ngạc khắp nơi, toàn bộ đều không ngờ rằng sẽ có kết quả như thế. Rất nhiều sinh linh lòng mang địch ý đều lộ vẻ không cam. Một dòng sông hung dữ đen ngòm cuộn trào dâng lướt qua mấy chục vạn vật đại địa vô cùng bao la, có thể thấy được mặt sông đen ngòm rất rộng lớn, nếu như mặt đất bằng phẳng thì có thể yên lặng lan tỏa khắp mọi nơi, khiến cho mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Hơn nữa băng đen đã niêm phong lại hai bờ sông, đây là một dòng sông thái âm mà sức mạnh thái âm lại vô cùng nồng động, có thể đóng băng hai bờ sông. Ngày hôm đó, một con thuyền nhỏ trôi nổi trên sông lớn, một người trẻ tuổi đứng ở trên thuyền và xuôi theo dòng sông thái âm đèn ngòm ấy. Tên nhóc này thảnh thơi thiệt đó chứ, đã là tù nhân mà vẫn còn tâm tình để ngắm cảnh. Ai biểu hắn đã nhận được sự tự do chứ, hiện giờ rất là thanh nhàn, có người chế nhạo. Chỉ là tạm thời thôi, cuối cùng gì hắn cũng chỉ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu. Dọc theo con đường này đã có những sinh linh quan tâm tới Thạch Hạo, có một nhóm người vẫn luôn theo sau, thậm chí từng nảy sinh ra sát ý. Thế nhưng sau khi nghĩ tới pháp chỉ bất hủ kia thì bọn họ cũng không dám làm bậy gì, sợ sẽ sự tùy ý của bản thân mà liên lụy tới toàn tộc, hiện giờ không thể giết hoàng được. Đã qua 8-9 ngày rồi, Thạch Hạo vẫn rất bình tĩnh. Trong mắt của người ngoài thì hắn vô cùng nhàn nhã, một đường thăm viếng cổ điện vương tộc, quan sát núi sông trắng lệ. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng được tự do. Mấy tập trước chịu khổ quá nhiều rồi. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình và dừng thông báo cho tập sau nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.